người thành côn và người tân gia cùng ba ông cháu ạ. Và điều sau cùng nhất thì là ngày 22 âm, cháu Lực với em Sử cùng lấy lại ông với lại em Hải nữa, mong muốn rằng là sẽ có một cái cuộc hẹn và một cái dịp để mà đón các bác lên chung vui cùng tân gia cùng bao cháu các bác nhé. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã cùng ông với lại em Sử là tìm được ngày để mà ngày tân gia rồi. Thì một tí nữa sẽ cùng xem Sử cùng với ông em Hải là sẽ thông báo lên trên kênh là ngày gì mà cháu Lực với ông chọn làm mà tân gia của bác nhá. Vừa vào thì thấy cửa là đang mở, có khi là Sử Sử đang ở trong rồi. Ôi, Sử đang làm gì rồi? Đang làm cơm à? Ồ, nay nấu cơm á. Giờ này là nấu cơm rồi à? Thế Hải là đi đâu rồi? Hải đi hái rau rồi. Hải là đi hái rau á? Thế tối nay thì Sử là ăn cơm với gì? Cơm với rau ạ. Với rau á? Vâng. Còn có thịt đâu? Có ạ. Có à? Vâng. Cơm với rau với thịt à? Vâng. Thế thì tối nay không ăn rau nữa nhá. Vâng. Tối nay không ăn ăn thịt nữa thì là sẽ ăn lạp xưởng này nhá. Vâng. Hãy Sử thì mở lạp xưởng đây. Đây là phần quà mà bà An Phạm là bà ấy gửi cho em nhá. Vâng. Cũng như là gửi quà Tết luôn. Em mở ra đi. Đây đây thì hôm nọ khi mà cháu Lực làm mà lạp sườn các bác thì là bà An Phạm cũng có đặt ở cháu Lực là 3 cân và trong đó đi cho em Sử thêm là những hoàn cảnh khác nữa. Hôm nay thì cháu Lực đã đem lên cho em rồi. Ở đây là một cân lạp sườn nhá. Vâng. Ê, ba ông cháu thì ăn độ tầm tầm bao nhiêu thì hợp? Bỏ ra đi. Bỏ ra xong là để vào rổ đây. Không, bỏ từng cái một ra thôi. Đấy, cái nào mà không ăn mình ăn vừa thôi. Vâng. Đấy, như thế là đủ bữa chưa? Đủ bữa. Ba thanh này đủ bữa chưa? Đủ. Đủ đúng không? Đây này thì là lạp xưởng mà cháu Lực tự làm các bác, cho nên là có thể là màu nó sẽ không có được đẹp cho lắm, nhưng mà chất lượng thì rất là ok. Bây giờ thì Sử đóng gói lại đi, xong là để vào tủ. Vâng. Đây thì bà cũng có nói cho mình rằng là để vào tủ đá nhá. Để bảo quản lâu hơn thì mình sẽ để tủ đá, lúc nào mình ăn thì mình sẽ lấy ra. Là mấy cháu ăn cơm trên này luôn rồi à? Vâng. Là nấu ở trên bếp gà đúng không? Vâng. Cái này thì cô bác cũng có thể là dùng để mà này thì dán cả cái nguyên thanh cũng được, hoặc là các bác có thể cắt ra thành miếng nhỏ nhỏ dùng để dán lên và để chiên lên. Hải thì đi nhặt rau chưa về à? Vâng. Ông thì đi đâu rồi, đi mời khách chưa? Đi mời rồi ạ. Ông ấy đi mời khách rồi à? Vâng. Cái miếng to to một chút. Ây, từ từ. Để xem nào.
Thái xử là thái là hơi hơi bị nó nát chút. Đấy. Thái chéo chéo ấy. Vâng. Lúc mình ăn thì mình thái chéo chéo. Đây đây thì lạp xưởng này cháu Lực tự làm với bác, khi mà cháu Lực đăng tải lên thì bán Phạm là bái đặt mua luôn để cho các em. Đấy, xong thì một tí nữa mình sẽ cho một ít dầu ăn vào là mình chiên, mình coi như là mình rán qua nhá. Vâng. Tại vì là cái này là chín, nó đã chín sẵn rồi ấy. Vâng. Đấy, đến lúc mà khi mà mình ăn ấy thì là mình cứ thái ra một nhỏ thế này thôi nhá. Vâng. Thái cho nhỏ ra. Này thì em muốn để cả cái thanh nó để mà mình chiên cũng được, xong rồi một tí nữa mình thái xong cũng được. Vâng. Đấy, cho anh thanh kia nữa. Nhìn trong Sử có biết cái này là gì không? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Cái này là cái lạp sườn, là sẽ trong là sẽ gồm là cái này là lòng, lòng lợn. Vâng. Cái vỏ ngoài ấy. Vâng. Nhưng cái vỏ ngoài đó còn bên trong là thịt. Vâng. Bên trong là thịt cộng với lại gia vị là hạt dổi mắc khén. Vâng. Đấy, bây giờ thì em cho dầu vào đây đi, xong là chiên lên thì tốt. Vâng. Đấy. Ở đây thì bà không có nói với cháu Lực rằng là khi mà cháu Lực đem lên cho các em ấy, thì là hướng dẫn các em là nấu cái món lạp xưởng này thì lên thì sẽ chỉ dạy các em luôn. Mớ là này là bị ấy à, bị đông à? Vâng. Lạnh quá cho nên là bị đông cứng cả lên của bác ạ. Hải đang đi nhặt rau rồi à? Vâng. Không biết là Hải là nhặt rau sắp được chưa? Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xem Hải cái rau có xử đi rán á. Vâng. Lên đây. Đấy, lên cửa. Mày xử thì sau khi mà mua bếp ga bếp núc về thì em cũng tự biết là nóng nướng mọi cái rồi cô bác ạ. Ở đây thì có nước phải ra lên đây luôn, có thể là mình nấu rửa tay cũng như là rửa bát ở đây mọi cái luôn. Vâng. Thế thì ông một tí có về ăn cơm không? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Ông là cũng vừa mới đi thôi chứ. Vâng. Thế là gọi là mấy anh em bây giờ là nấu cơm trưa luôn à? Vâng. Thời tiết hôm nay thì khá là nắng ấm áp các bác ạ. Đấy, rán lên. Vừa đấy chảo còn nước đúng không? Vâng. Đấy là nó mới bắn đấy. Chứ không là nó không bắn được ghế đâu. Đây, nó dán dán xong là cho vào đĩa đây nhá. Vâng. Chính là mình cho vào đĩa đây. Cái ông thì vừa rồi đã đi mời khách được với cô bác ạ. Một tí nữa cho Lực sẽ nói lên trên kênh sau là gia đình của em Sử là chọn vào ngày nào đấy. Khi nấu cơm thì mình có thể là mở cái cửa sổ ra nhá, ban ngày ấy. Vâng. Đấy, mở ra cho nó thoáng đi. Cho nó thoáng cái ngôi nhà.
Hôm nay thì anh chỉ dạy nấu thì lần sau là cái nắp xưởng này là tự biết nấu nhá. Vâng. Đây là bà An Phạm là bà ấy gửi cho em nhá. Vâng. Ở đây thì bà An Phạm cũng là cho các em nếm thử cái lạp sườn khi mà Cháu Lực làm ra. Ở đây thì các em đi xuống nhà Cháu Lực thì Cháu Lực muốn cho các em là nếm thử cái lạp sườn rồi. Tối qua thì ngủ trên này có ngủ ngon không? Có ạ. Có à? Vâng. Đóng cửa cái là không nghe tiếng gì luôn nhờ. Vâng. Thế Hải là buổi chiều không đi học hay sao nhỉ Hải? Chiều vẫn đi ạ. Chiều là vẫn đi à? Vâng. À. Đấy, để cho nó vàng vàng lên một lúc nữa. Thế thì ông này chắc có khi là tí về không ăn cơm cùng với lại mấy anh em mình nữa nhỉ? Vâng. Cái bình nóng lạnh thì buổi tối thì còn nóng không? Cắm điện vào nó có nóng không? Có ạ. Có à? Vâng. Vàng chưa? Nó vàng đẹp chưa? Đấy, mùi rất là thơm nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ thì được rồi, bây giờ thì mình vớt vớt nó ra đi. Đấy, để cho nó có rau mới nhiều quá. Bây giờ em tắt bếp đi, xong rồi vớt ra từng cái một. Đấy. Cứ để chảo dưới bếp đi, đấy, tắt ra. Hải đang đi hái rau cải à? Vâng. Ở đây thì đang là ở trên chỗ nhà của xưởng của bác trồng rau cải khá là nhiều, cho nên là những lúc mà ăn cơm ấy thì canh ấy thì không bao giờ thiếu được là rau cải cả. Hải thì đi lấy rau cải là về đến đây thôi, quá không biết là em ấy đã rửa chưa. Hải đã rửa rau chưa? Rửa rau rồi à? Ồ, thế đi rửa chân đi. Đấy, rau cải món này là món rau cải của bác này, bây giờ thì cũng đã đến gần đến cuối mùa rồi. Rau cải này mình lấy xào một chút xử nhỉ? Để nấu canh một chút nhỉ? Vâng. Rồi em để ra bên kia đó. Bây giờ thì mình bắt đầu là nấu tới rau cải đó. Hôm nay là sẽ cùng em xử với em Hải là sẽ ăn cơm trưa luôn các bác ạ. Rồi bây giờ lấy cho anh một tí nước để vào đây nhé. Vâng. Để vào canh. Đấy, cho nó nóng dầu rồi mình thử nước nước đây có rồi. Tắt của anh bếp ra. Nước ở trên kia xong hết rồi mới nhở? Chưa hết rồi. Hôm qua em đi thả. Hôm qua là em vừa đi thả rồi à? Vâng. Hải đi học về rồi à Hải? Em đi lấy một cái rẻ để mình để đây đi, khi mà nấu cơm xong ấy thì mình lau dọn rồi.
đây có rồi chị ơi, đây để nấu cơm xong thì lâu dọn bếp núc ở trên này cho nó sạch sẽ. Vâng. Ôi Hải, hôm nay không lạnh à? Hả? À. Chào Hải, xin kính chào quý bà cô chú anh chị ạ. Nấu cơm mà đợi Hải luôn nhá. Nấu cải này lấy xào một tí nhở? Vâng. Vừa xào là vừa nấu canh luôn. Đây là Hải vừa rửa đúng không? Vâng. Mẹ em chắc một ít dầu để vào bát đi. Cái bát này. Cho một ít dầu để vào cái bát đi. Bát kia kìa. Hải lấy bát cho kia ra đi. Hải có gặp ông không? Không đâu à? Vâng. Vậy để anh thái cho xong rồi cho xỉ sao nhé. Vâng. Nấu cơm ở trên nhà mới đi có thích hơn không? Có. Có. Chưa anh bỏ rau vào nhé. Vâng. Anh bỏ rau xong là cho xử là xử xào món rau nhé. Vâng. Đấy. Còn cái này thì một tí nữa mình để làm canh. Sao nhé? Vâng. Mình nấu cơm tí cho Hải rửa bát nhỉ. Vâng. Đấy, anh em là mỗi người làm một công việc khác nhau. Chúng ta sôi là xử là bỏ canh vào nhá, bỏ rau vào nhá. Vâng. Hải là một tí sẽ đảm nhiệm công việc gì Hải nhỉ? Rửa bát à? Tí là Hải là rửa bát à? Vâng. Hải là đi nhặt rau với lại rửa bát. Đấy, công việc khá là cao cả đấy nhỉ? To đấy. Hôm nay thì sẽ là cái bữa cơm mà... không biết là bữa cơm gọi là bữa cơm khi mà đầu tiên bữa cơm mà đầu tiên của bác mà hoàn thiện nhà của bao cháu tơn tật mọi cái rồi lên thì bác gặp các em đang ăn cơm thì thành ra đang nấu cơm cũng là đang chuẩn bị nấu cơm của bác, thành ra là chúng tôi sẽ cùng các em là để ăn cơm luôn. Xôi chưa? Xôi rồi.
Vừa rồi là xử cắm cơm rồi à? Vâng. Ôi cơm này thì vẫn chưa có vừa mới sôi thôi. Không phải một lúc nữa thì mới được ăn cơm. Rau thì được rồi à? Vâng. Đúng chiều đấy rồi Hải. Đấy, em Hải thì đang chuẩn bị là giải chiếu để mà ăn cơm của bác. Đây thì một tí nữa mà anh em mà sẽ ăn cơm ở chỗ này luôn. Kéo sát sát tường kìa, kéo sát tường kìa. Cái chiếu này là chiếu mà chiếu 4 mét đấy cô bác ạ, chiếu này ấy. Mua về thì sẽ để mà bao cháu giải là khi mà ngồi ăn cơm. Thời tiết hôm nay thì có vẻ là khá là ấm áp hơn một chút rồi cô bác ơi. Hôm nay thì cháu được lên thì cũng chưa có bắt gặp ông cô bác ạ, nhưng mà cháu cũng đã nói chuyện với ông rồi và ông đã bảo là chọn được cái ngày để mà làm tân gia rồi cô bác. Một tí nữa cháu Đức khi mà ăn cơm xong cháu Đức sẽ cùng các em là thông báo cái điều này cho tất cả các bác là cùng nghe sau là ngày hôm nào là ăn cơm là ăn tân gia đấy không bác. Cái cửa sổ này thì mình ban ngày mình nhìn ra bên ngoài là như kiểu là trời trời tối ấy không bác. Ban ngày thì mở cửa sổ ra cho nó thoáng thoáng nhà một chút nhé. Mở thêm cái cửa sổ ở bên đấy nữa. Cái xưởng thì cũng đã rất là cũng đã nấu cơm xong rồi các bác. Bây giờ thì Hải là cầm bát đũa sang nhé. Bát đũa sang là để ăn cơm thôi. Ôi nhưng mà mình phải nấu cơm thêm một lúc nữa rồi. Sự ạt nó vừa mới bật rồi. Sau khi mà có nhà mới cái là phải nói là thay đổi là khá là nhiều cô bác ạ. Thay đổi về cái cuộc sống không thể như trước đây của các em nữa. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực nhận được một cuộc gọi của anh trưởng thôn. Không biết là anh trưởng thôn gọi cho cháu Lực là làm cái công việc gì. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã nói lên trên kênh nói với anh trưởng thôn rằng là có sự việc mà mẹ các em về cô bác. Thank you.
Vừa rồi thì mấy anh em cũng đã vừa rồi thì mấy anh em đã ăn cơm xong hết rồi cô bác ạ. Hay bây giờ thì em Hải là em ấy sẽ là người mà chịu trách nhiệm là dọn mâm. Sẽ cùng em Hải là dọn mâm luôn. Xong rồi Hải sẽ là người để mà gọi là rửa bát luôn cô bác ạ. Được chưa Hải? Để vào trong đi, để lên trên cái bát kìa. Để trên. Một mình Hải rửa bát thì có được không? Được ạ. Được à? Rửa sắp được chưa? Sắp được rồi. Ra đây, anh rửa bát thì không phải sợ nó đâu đâu mà. Nhìn anh rửa nhá, là như này này. Đấy, như này này. Rửa xong thì đặt cái nào rửa xong. Ba cái này là xong đúng không? Rửa đũa như này. Đây, vuốt vuốt như này này. Đấy, cái mấy cái nắp nồi cái ra hết nữa. Đấy, mấy cái nắp nồi ra để đây. Xong là bây giờ đôi đũa nữa, đôi đũa để kia làm gì? Đấy, để đây. Bây giờ thì lau dọn cái bàn này đi. Đây, rửa tay đây này Hải. Đây, ở đây cũng có nước mà. Đấy, khi mà nấu cơm xong ấy, thì là rửa luôn cả cái này đi nhá. Dùng mình làm sao rồi dùng cái rẻ. Rửa xong thì úp vào đây nhá. Vừa rồi thì anh đã rửa xong hết rồi. Rửa xong rồi. Anh rửa xong hết rồi. Đây chỉ cần em chỉ cần tráng qua thôi. Cái tráng qua là để vào đây nữa thôi là được rồi. Đấy, cái khay là cái khay để mà mình để bao giờ nó khô rồi thì mình sẽ để xuống cái chạm bát nhá. Hầu như là những cái món đồ mà ở trong bếp thì là được hai chị Nguyệt Thúy là đều mua cho các em hết cả cô bác ạ. Hai chị cũng phải nói là rất là tỉ mỉ lựa chọn cho cháu Lực từng cái món đồ một để làm sao mà cháu Lực mua. Kiểu bị chập chờn cái gì đâu nhỉ? Rồi xong rồi. Xong rồi. Xong thì bây giờ em lau dọn cái bếp ra. Vừa rồi thì Hải cũng đã lau bếp này sạch sẽ rồi. Khi mà mình nấu cơm xong ấy thì là mình lau qua để cho nó làm sao nó không dính dầu mỡ chút thì nó sẽ sạch cái ngôi nhà của mình đi. Đấy vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử với lại em Hải thì ăn cơm xong hết rồi cô bác. Em Hải thì vừa rửa bát xong một thứ thì đang chạy đi xuống nhà chú có một chút việc hình như là cô nhờ để làm cái gì ấy, xong rồi chạy xuống dưới. Lý do hôm nay là ông vắng mặt là không ăn cơm cùng với lại mấy anh em, hay là ông đã đi mời thân gia trước rồi cô bác ạ. Hay sáng hôm nay thì khi mà ông với lại Sử điện cho Lực thì nói là ngày
22 âm. Hôm nay là ngày 20 âm này, mai là 21, là ngày kia là ngày 22 âm, thì là sẽ gọi là lên tân gia nhà mới của ba ông cháu luôn các bác. Đấy, cũng tiện thể qua cái thước phim này thì cháu được xin được thay mặt ba ông cháu gửi lời mời tới tất cả các bác, các mạnh thường quân đang theo dõi trên kênh Bản Em, thì lên trên nhà của ba ông cháu cùng ba ông cháu chung vui cái bữa mà làm tân gia này các bác nhá. Thế như sử thì hôm qua thì thế ai là chọn được ra ngày tân gia, ông hay là em? Ông ạ. Ông à? Vâng. Là ông là quyết định bảo là ngày 22 à? Vâng. Là ngày 22 âm thì sẽ là một ngày tân gia cô bác ạ. Ở trên nhà của ba ông cháu thì hầu như là không có chọn ngày gì cả, chỉ là xem ngày nào mà đẹp rời thì là làm ngày đấy thôi đúng không? Vâng. Đấy. Như trước làm đào móng nhà cũng thế cô bác ạ. Hầu như là không phải là mỗi mình nhà em sử đâu, và bà con ở trên chỗ khu của em sử ấy, tất cả là ai cũng đều làm như vậy cả. Thế thì em có muốn mời các bác đang theo dõi trên kênh về ăn tân gia cùng em không? Có. Có à? Vậy. Thì em gửi một lời mời tới các bác được không? Có. Có à? Bây giờ thì em nói và mời các ông bà mạnh thường quân là ngày 22 âm lên dự tân gia cùng ba ông cháu nhá. Vâng. Con mời các ông bà mời thành quân và về tân gia cùng ba ông cháu ạ. Như em sử thì cũng không biết là nói nhiều cho lắm các bác ạ, chỉ biết là nói một chút chút rồi nhỉ. Vâng. Ông thì hiện tại là đang đi mời mời hàng xóm ở trên này, là không có hình như là vừa có điện hay sao, vừa mất điện hay sao ấy nhỉ. Đấy, vừa mất điện. Đó. Vừa rồi thì mấy anh em đang dọn bếp các bác thì thấy là mất điện luôn. Hóa ra là chắc là nhà nào trên này dùng quá tải hay sao ấy. Tại vì là điện ở trên nhà số sử ấy thì cũng rất là yếu. Đấy, hôm nay qua cái thước phim này thì giáo lực cũng mong muốn rằng là thứ nhất là thông báo lên trên kênh cho các bác là cùng biết về cái ngày tân gia của em sử, và thứ hai thì cháu lực cũng rất là mong muốn sẽ được đón các bác để mà ra nhà của ba ông cháu là cùng chung vui và lên tân gia. Đấy, ngôi nhà thì bây giờ tất cả mọi cái thì cũng đã là vào hoàn thiện hết rồi, không còn là phải là vướng bận thêm một thứ gì nữa. Đấy, và ở đây thì tân gia đấy thì cũng có bà An Phạm này với lại chị Trần Đồ Giáng My này và hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực là tiền để bà làm tân gia cho nhà ba ông cháu. Đấy thì chắc là sáng ngày mai thì anh em mình sẽ đi sắm thêm một chút đồ về để làm tân gia. Đấy, cộng thêm là đi xem lợn nhá. Vâng. Thì xem lợn về để mà làm tân gia nữa. Các bác cũng hỗ trợ cháu Lực một cái khoản để mà làm tân gia cho gia đình của ba ông cháu. Khi mà đi vào làm tân gia đấy thì là cháu Lực sẽ không chưa có lên công khai tài chính luôn cả. Đấy, hôm nay ngày tân gia đấy thì là ngày mà sẽ bận rộn hơn khá là nhiều, cho nên là cháu Lực sẽ không có động chạm gì đến tới cái dần giấy tờ. Và khi mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu xong, tân gia xong thì cháu Lực sẽ có một cái video lên và công khai tài chính của nhà ba ông cháu. Và khi mà công khai xong thì sẽ gọi là cháu Lực cũng sẽ lại đi thêm những hoàn cảnh khác để mà làm sao mà chia sẻ những hoàn cảnh đó lên. Sẽ mong muốn là khi mà các bác theo dõi được những cái thước phim và những hoàn cảnh mà cháu Lực đưa lên để mà làm sao mà cùng nhau chung tay giúp đỡ được những hoàn cảnh đấy có một chút gì đó. Ở đây thì khi mà cháu Lực đi chia sẻ hoàn cảnh thì cũng khi mà các hoàn cảnh đấy cũng phải là tùy có duyên với các mạnh thường quân thì mới có mạnh thường quân để mà đồng hành cùng. Đấy, ở đây như khi mà cháu Lực lên chia sẻ hoàn cảnh của em sử ấy, và cũng rất là may mắn được mạnh thường quân đồng hành cùng cháu Lực và ủng hộ khá là nhiều về cái phần tiền quý, cho nên là cháu Lực mới đến thời điểm hiện tại thì mới làm xong ngôi nhà của ba ông cháu. Như
vừa mới bước vào làm của nhà của Sử thôi, nhưng mà Sử đã cảm thấy là cái điều khó khăn nhất là cái điều gì hôm đấy ấy? Lúc mà anh em mình đào nền ấy, thì là mình đã gặp cái gì? Gặp nước ạ. Gặp nước à? Vâng. Thế lúc đấy thì ý định của em là có muốn làm hay không? Không. Lúc đấy là không đúng không? Vâng. Nhưng mà xong là tại vì sao em lại thay đổi ý định đột ngột mà quyết định là làm nhà đây? Các bác nói à? Vâng. Các bác nói là lại làm được đúng không? Vâng. Các bác nói là nước nó không chui từ ở dưới cái phần ở dưới nhà lên thì không sợ đúng không? Vâng. Ở đằng sau nhà thì cũng đã làm xong ránh mọi cái rồi, cho nên là khi mà có nước vào nó chỉ có chảy ra hai bên thôi, nó không có ảnh hưởng đến gì cả cái phần móng nhà cả. Đấy, và ở đây thì không chỉ dình mình em Sử mà hôm đấy thì gặp trở ngại đâu, kể cả cả cháu Lực cũng thế cô bác ạ. Rất là may là hôm đấy là có bác Tiên này, bác Kim Hoàng này và bà An Phạm và Vương Kim Thanh là hỗ trợ cháu Lực là về cái quản mà đào nền đấy, thuê người ta đào nền xem là cái mạch nước của nó ra như thế nào thì mới bắt đầu. Mấy lúc đấy thì nếu mà nó không có ra đằng sau tản ly nữa thì là sẽ bỏ cuộc đấy, nhưng mà cũng rất là may là khi mà mấy anh em đào xong cái phần nền nhà ấy, thì nước của nó chỉ ở đằng sau nhà thôi, nó không có ở phần dưới cái phần nhà cả, tại vì là mình đào đến đâu thì nước nó sẽ càng chảy ra từ phía đằng sau nhà cả. Vâng. Ông thì chắc là bây giờ đi mời chắc phải đến tối mới về rồi nhỉ? Vâng. Độ ông định tính làm từ bao nhiêu mâm hay là không biết? Chưa biết đâu à? Vâng. Đấy, chỉ là ông là quyết định là nhiều đúng không? Vâng. Hay ông quyết định là nhiều, và một phần nữa cũng là cháu Lực cô bác. Các em thì phải nói là Sử thì cũng lớn rồi đấy, nhưng mà mọi cái trách nhiệm ấy thì đều là ông, do ông là ông sẽ quyết định là nhiều hơn đấy, nhưng mà còn khi mà làm mà nhà đấy thì là cháu Lực lại quyết định là nhiều hơn ông đấy, tại vì là làm nhà thế này thì ông không có am hiểu về cho lắm, cho nên là cháu Lực cân nhắc với ông và bảo ban với ông. Sáng nay thì khi mà anh đang ngủ ấy thì là Sử điện cho anh, thì là ông bảo điện đúng không? Vâng. Ông bảo điện là thế, là lúc đấy là cháu Lực cũng ông bảo là ôi thế ngày 24 là à đâu ngày 22 ngày 22 là làm được rồi. Thế thì cháu Lực mới bảo là ô, thế thì đấy thì là ông xem cảm thấy là ông là ngày nào mà ông cảm thấy là làm được thì là hôm đấy là mình sẽ làm tân gia đó. Vâng. Và tân gia thì chắc chắn là mai mình sẽ lại đi thêm mua những đồ đi nữa. Vâng. Bây giờ thì hiện tại là cái phần sổ cháu Lực không có cầm theo, là không không nhớ là các bác là đã gửi cho cháu Lực là bao nhiêu vào cái phần tiền tân gia đấy, nhưng mà cái khoản đấy cũng khá là lớn rồi, cho nên là dư sức để mà mình làm một cái tân gia. Vâng. Ở đây thì tân gia thì thứ nhất là mình nên mình mời những cái bà con hàng xóm xung quanh ở đây, người nào mà đã từng ra đến hộ mình vác những cái bao bột đá này. Ở đây thì muối bột đá là mình không thuê đúng không? Vâng. Bột đá là không có thuê, bột đá là mấy anh em tự mua xăng dầu ra là để nhờ bà con là tự chở. Mình chỉ có mất tiền là mua thức ăn thôi. Vâng. Hay mất tiền mua thức ăn ở cái khoản đấy. Cho nên là cũng và nó là mất tiền mua xăng để mua thức ăn này thì cũng khá là cao. Cũng gần hơn cả một số tiền mà khi mà mình thuê người ta từ kia ra đây rồi. Và số tiền mà mình thuê từ ở bên điểm trường ra đến đây thì nó cũng không phải là một số tiền nhỏ mà cũng khá là lớn. Tại vì là những cung đường mà bà con đi thì cô bác cũng đã nhìn thấy, một khi mà đã chở ấy thì là hầu như là sẽ có thể là xe là sẽ bị hỏng hóc và sẽ không có dùng được luôn. Như Sử thì không dám để xe ở đây à, hay là như nào? Có, nhưng mà đường mưa đường xấu quá không lấy được xuống. À, mưa đường xấu quá là không lấy được xuống. Vâng. À, là thế là mình mới không có để xe đấy đúng không? Vâng. Nếu mà để xe đấy thì cũng cực kỳ là ok rồi, nhưng mà cái con đường từ trên xuống của bác nắng thì mình có thể là mình đi xuống được, còn nếu mà trời mà mưa ấy, mưa độ tầm tuần như thời gian này thì không có thể mà mình lấy xe được xuống rồi. Đấy, và cũng trong thời gian qua thì cũng phải nói là nếu mà không có các bác Mạnh Thường Quân đồng hành cùng thì không biết là liệu là bao cháu có một ngôi nhà khang trang như này để mà ở không. Hay hầu như là khi mà cháu Lực tiến hành và làm cái ngôi nhà đấy, cũng có khá là nhiều những cái bình luận mà nó khiến cho Lực cảm giác như là mình muốn buông bỏ cái công việc thiện nguyện này. Thực sự ra thì và trong đó thì cũng có rất là nhiều bác thì cũng có nhắn tin riêng, gọi điện riêng và
ủng hộ cháu Lực thì cháu Lực lại tiếp tục là có những cái động lực để mà làm đi. Hay một khi mà mình làm cái gì đó nếu mà có những cái lời mà không hay thì cảm giác là như là kiểu như là muốn bỏ cuộc luôn đó các bác, là muốn là mình muốn dừng lại luôn. Trong thời gian qua thì khi mà cháu Lực lên chia sẻ nhà đình của em Sử đấy thì phải nói là hai anh em thì cũng trải qua rất là nhiều những câu chuyện rồi. Câu chuyện gì cũng có, nhưng mà có câu chuyện là ghét ghét nhau thì chưa bao giờ có nhỉ. Ghét nhau thì điều đấy là mấy anh em không có làm được các bác ạ. Tại vì là xuất phát là cháu Lực là cái người mà đi chia sẻ, đi lan tỏa những cái thước phim đó. Và các bác là người mà hỗ trợ các em. Thì các em như thế nào thì các bác theo dõi được những thước phim và những cái phần bần phần những cái thước phim mà cháu Lực đăng lên thì các bác cũng đã biết rồi. Ở đây các bác là những người lớn tuổi, các bác chỉ cần nhìn trên khuôn mặt hay là những cái nụ cười, nét mặt của các cháu thì là các bác cũng đã nắm rõ được là con người này nó như thế nào rồi. Thì là đều nắm bắt hết rồi, thì không thể qua mặt được các bác lớn tuổi một chút nào cả. Các bác ở đây thì có, các bác thì là bằng tuổi cô, có bác thì bằng tuổi chú, các bác thì bằng tuổi bác, có thể là bằng tuổi ông bà của cháu Lực nữa. Đấy thì không thể có cái gì mình, cháu Lực vừa nói đấy, là không có gì mà qua mặt được các bác hết cả. Các bác thì là những người mà đi trước trải nghiệm rất là nhiều những câu chuyện, trải nghiệm rất là những cái sự việc thực tế ở trong cái cuộc sống này, cho nên là không có cái gì mà các bác không có hiểu cả. Ở đây thì có một số bác thì cũng đã từng trải qua những cái câu chuyện mà như em Sử chẳng hạn, như em Hải chẳng hạn. Đấy, nhưng mà khi mà các bác theo dõi được những thước phim ấy, các bác cũng muốn làm sao mà các bác cũng đã biết, hiểu rằng là cái cuộc sống hiện tại các em thì đang thiếu những cái vật dụng gì và thiếu những cái tình cảm gì, thì các bác cũng bù đắp vào đấy để cho các em làm sao mà các em có cái niềm vui, có cái sự vui cho cái bản thân của các em, và cũng biết rằng là ở bên ngoài kia còn có rất là nhiều người thương yêu các em. Vâng. Ông thì chắc là phải đến tối thì mới mời được hết, tại vì là ông thì đi bộ đi mời thôi các bác ạ, không có đi xe đâu. Như là số điện thoại của Sử thì có số điện thoại có nhiều số hết chưa, hay là chỉ có mấy số rồi loanh quanh ở đấy thôi? Có mấy số ở đây thôi. Mấy số ở đấy thôi. Vâng. Thành ra là những cái số nào không có nên là ông phải đi mời à? Vâng. Ông là đi mời chắc là có khi là cũng làm một hai chén rượu đấy nhỉ? Vâng. Mỗi nhà là làm một hai chén rượu thì tầm chục nhà thì cũng được chục chén, thì lúc đấy thì cũng về cũng ngất ngất rồi đấy. Vâng. Đấy. Còn là cái thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là hai anh em cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi hết video. Và điều sau cùng nhất thì là ngày 22 âm, cháu Lực với em Sử cùng lấy với lại ông với lại em Hải nữa, mong muốn rằng là sẽ có một cái cuộc hẹn và một cái dịp để mà đón các bác lên chung vui cùng Tân Gia cùng bao cháu các bác nhé. Thế còn bây giờ thì hai anh em sẽ phải nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Quên đừng quay nữa mẹ. Có gì bỏ luôn á.